và đầu nạ. Tụi tôi chơi hip hop kiểu tôi bully, nó sẽ cùng bạn áo chất như thằng mất chắc cả hồng mông công em ngủ trên lầu 2. Khung trong mơ chỉ muốn nghĩ ra nhạc hay. Anh em thân của mày lẩu đã cùng vai đâu phải đính cả một chai mấy ông lại càng play. Oh yeah, tao phải thiết kế nhạc tinh hoa, bản sắc của mẹ và kinh hoa. Lúc trên cũng biết như là ninja, đây là kinh nghiệm sách vở mình phải tinh ra. Nhưng có cái nhạc yêu nên tao cũng ngại thu, biết tao thuốc bổ giờ tao là đại phu. Sản phẩm như này nhưng mà chúng ngại chi, chỉ chí lại ngu mình đi chú lại đi. Bao năm qua bỏ cơm cán, đâu dám nghỉ ngơi. Đi chân đất nhưng mà nhà bốn tấm rượu mà chăm công chứ đâu có giận chơi. Những cái đồ làm nên vua một cõi, hiên ngang từng bước vào ngay. Tạo ra vàng chấp nhận một sợi bóng loáng như bông lúa của người sắp sờ vai. Dở hơi ta không thích mày làm giò, như soi tiếp tao phiêu biết mày đàn bò. Muốn soi lá gan thì cứ để coi thằng nào bộ đứng dẫn cho đến khi ta cờ. Đừng hỏi về thành quả đạt được đã bao nhiêu, quan trọng chính chậm đặt và cái đập phải có phiêu. Giang âm nhân tâm của tao sáng, sắp sao cho đáng với cái thứ mà tao yêu. Gà chiến có bộ vẫy là án thiên án vân, còn có giá cao cũng chẳng thu con gái bán duyên bán phận. Và khi ra đòn chính xác thì không có gì để cản chân, nó có kỹ năng chiến đấu được ví y như thiên long đang giáng trận. Đây là sân chơi của cái dân chơi, mỗi tỉnh thành đổ về từ miền Tây, từ Vĩnh Long mà đi qua Sóc Trăng. Nghe có gà chiến anh em tao đến đây họp mặt cả đêm, tụi tao cái chuyện về đam mê mà không thể dập mắt. Gà của mày chân xanh và mắt ếch, còn gà của tao bộ lông nó ngủ sạch. Yeah, thích thì chơi thì ok. Cách chơi có cách chơi, mày là khách mời từ trong tay. Nhà mày té là xong ngay, đừng lớn tiếng bên trong này. Đam mê nhưng có quy luật, mày giống con gà, điều đó là không hay. Và tụi tao có mấy ông anh làm chủ vườn gà, mấy chân độ lớn và bảo kê đứng bên tường nhà. Tụi mày có bao nhiêu, cả trăm chai cũng bình thường à. Và nếu như mày muốn bắt xác thì phải xỉ có người như gà. 1, 2, 3.
phải của thất đao, còn gọi là sát kê, và tiếng gáy nó cất cao. Một con linh kê và bị cắt đi mất màu, với trận đá hủy diệt hôm qua vừa khiến đối phương bị mất máu. Trên đất Việt Nam bao nhiêu con gà phải đáng đồng tiền vàng, những lời quý hiếm ta không có quyền bán. Một số thì nó vẫn đứng trong diễn lãm, ta không có thiện cảm vì ta ở miền khác. Tụi tao chọn thì không có đòi hỏi, nhưng mà cứ bình dân tao chơi là gà nồi. Chẳng cam đoan gà Việt là gà giỏi, nhưng mà thật là tao thích tao có con gà này. Chơi gà có khi bị trắng tay, có người đá thành triệu phú. Đâu phải đá là thắng ngay, chính cách huấn luyện con gà mày hiểu chứ. Người chơi có khi là 80, thanh niên còn chưa đủ 14. Điều đó thì không có gì là quan trọng, chủ yếu mày dám chơi và chọn giống gà không. Gà của thằng Hoàng tao là thân kê, đã chiến thắng quá nhiều tiền, thật tuyệt vời nên người dân mê. Ta chơi là phải hòa đồng, không có gì mà sân si. Cho nên anh em tứ phương cầm ly rượu mà dâng lên đây. Qua
thành nghĩa khí một thời vàng. Không thấy đời sang bắt quan làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái tù la liếm vẫn đợi canh. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ quyết tâm lòng sạch hết cơn bã lời danh. Sống đời xô ngã thì ai nâng, lúc cần anh em đều có sẵn. Chờ do tồn tại đi lại bằng hai chân thì không nên hành xử kiểu bốn cẳng. Anh em đồng chiến gặp người ta cùng tiến, nhìn đi bò hồn phiến khi người đời u mê lắm lúc khó khăn mà đằng chung cùng nguyến là cái ta cùng liếng mà khi người đáng chế. Giang hồ dậy sống là quyền gây. Oh,
khốn khó. Trong lòng căn nhà là chốn đó, đứng nhìn lên trên cao hỏi vì sao đời ta phải chết tất cả những cổng là vốn có. Mặc áo trên vai ta mang chiếc phong trần, gió sương ta đã phát trăm lần. Sương vui những thứ khác không cần, an yên là đủ mà trong mắt thâm quầng. Ngồi nhìn đêm mưa ta cô đơn với con phố đèn, không ai bên tao nên ta cố gắng. Có bao gian nan và quay bước tiếp, mong trời cao cho ta vươn còn kiếp số hẹn. Người xa cuốn đi mây mù răng lối mờ, đưa ta về thề trong tim sống cho ngày mai. Một bước chi tâm trong người mà an uất lòng, chẳng không lùi. Gặp nhau nên muốn trùng gió, dần ăn anh đưa tay chia miếng cơm trên say giọt đầy. Đời tôi may được ngày hôm nay có quý nhân tình thầm. Phong ba nơi phương xa khi hiếm mây tôi sẽ đi với người. Anh em ta kéo sơn cùng đắm đau trên nhau giọt máu. Ta cùng mơ ước cao, mai sau ta phải giàu. Cho dù dòng máu to ta vẫn luôn kề nhau. Ngày đó nghèo khó mặt đời khinh nhưng ta không cúi đầu. Anh mang cho tôi niềm tin được dòng sông ra khơi biển sâu. Trời đất sông sông ra khơi bờ sâu. Trời đất này lớn non núi cao như bao nhiêu nghĩa tình.
tụi mình chỉ biết hút. Ở hút cái gì mày? Hùng bô đà. Bye.
thời còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời đi bộ lấy dây thun mà bắn rồi bắn rồi. Còn thời người người săn đuổi, hết thời lũi thủi một mình mà tới lui. Đời người là chu kỳ sinh chủ quậy diệt, cũng không phải tu gì mà lẽ thương tình thì phải biết. À, ngày nào còn ôm mì đông đủ đại tiệc, mà chờ thì một mình lonely không ai rủ nghe thì. Và có nhiều lúc mình trách móc sống cuộc sống để dối gian, trách bà bán tập hóa gần sớm đã từng là mối mang, trách thằng hôn mi tao từng coi mày là bạn, xong mày bỏ tao ra đi khi mà tao đang hoạn nạn. Bởi người ta thường nói đúng, dẫu đổ thì tìm leo, chiều nay mà tao chung sống thì mày đừng có mà tìm tao nha. Tại cùng nỗi đau có khi là sự sung sướng, ông trời sẽ không bao giờ để một cái bên cùng đường nhớ nha. Tay ta cho mày nghe tiếng đàn cò, xuống một cuốn sách
Thằng anh đây